Chào các bạn, hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn đàn bài Silent Night, là bài đêm thánh vô cùng ha. Cái bài này nó sinh ra năm 1818, năm nay là năm 2020 rồi, là 200 năm rồi đó ha. Rồi cái clip của Hoàng sẽ chia ra làm hai cái cấp độ. Thứ nhất là cấp độ basic, thì Hoàng có ba cái kiểu đệm tay trái khác nhau, và một cái điều và một cái level tiếp theo là phức tạp, thì dành cho các bạn vừa solo mà các bạn lấy cái hợp âm, cái kiểu hòa âm đó các bạn có thể là đàn cho ca đoàn, đàn cho nhiều người hát được. Đó là level phức tạp ha, level nâng cao. Rồi Hoàng hướng dẫn luôn các bạn nhìn xuống cái phần timeline ấy, cái phần timeline của video này nó sẽ có một cái gạch đỏ ha. Phần timeline ấy, nó sẽ chia từng chapter là từng cái mục, mục nào tên gì, chẳng hạn Hoàng lời nói đầu, click vô là lời nói đầu từ phút thứ bao nhiêu tới bao nhiêu. Rồi dạy phần melody, dạy phần hợp âm, dạy cái phần gì đó, các bạn nhìn vào cái chapter các bạn theo dõi là nó nhanh nhất nha các bạn nhé. Rồi bắt đầu nha. Các bạn theo dõi cái tay của mình đặt ngón 2 và nốt son ha. Số ngón tay thì Hoàng đã ghi hay rõ ở trên, rồi các bạn cứ nhìn trên sheet mà theo dõi và cứ đàn theo ha. Và son, la son, mi 2 và 3. Son, la son, rê 2 3, hai quả ngón ba, 5 4 3 2 3 2 1, lặp lại y chang nha. Này là dùng ngón ba rê, ngón 5, ngón 2 và ngón 4. Đó, rồi đổi thành ngón 5. Son, fa, re, do. Đó, cứ các bạn cứ review lại cái đoạn này để tua đi tua lại để các bạn coi cái để tập cái phần melody nhá. Có riêng cái đoạn cuối cùng á, 4 ô cuối cùng nè. Do, son, mi thì là ngón 5, ngón 2, ngón 1. Khi đó mình sẽ, khi mình đánh tới ngón mì thì mình sẽ thu cái bàn tay của mình lại, vẫn giữ nhá, thu lại son là đánh ngón 5, fa re do, do son mi son fa re. Đó, thế là xong cái phần melody. Đó, thấy chưa, đơn giản chưa. Bài này ta thấy là có ba cái hợp âm thôi, cho cái phần căn bản ở level 1, level 2, level 3 phần chỉ để cho các bạn đánh ba hợp âm thôi. Ba hợp âm đó là hợp âm đô trưởng này, gồm có ba nốt đô mi son, mình chụp lại như vậy. Tiếp theo hợp âm pha trưởng, pha la đô. Tiếp theo son trưởng, son si re. Đã đơn giản chưa, đô trưởng, pha trưởng và son trưởng. Đã, các bạn tập di chuyển tới đu cho các bạn quen ha. Bây giờ nó có nhiều cách đánh lắm, thể đạo tùm lum hết, nhưng mà bây giờ cơ bản các bạn sẽ đạt cái đó trước nhé. Rồi bây giờ Hoàng chỉ luôn các bạn, trong kiểu đệm 1 thì các bạn chỉ giữ hợp âm thôi, 2 3, thấy chưa, giữ hợp âm
luôn. Kiểu đệm hai là như sau. Rải nó ra. Đó, khi nó rải kết hợp cho nè. 1, 2, 3. Son, la, son, mi. Đó, thấy chưa? Kiểu đệm ba chỉ luôn. Đó là bụng, chát, chát. Giữ cái nốt đầu tiên cho nó dài ra suốt cái ô đó, hoặc là mình tách ra, nhưng mà theo Hoàng thì giữ nó hay hơn. Thấy chưa? À, dễ thôi. Đó, hợp âm và ba kiểu đệm của level 1, 2, 3 ha. Bây giờ tay trái, cái level 1 rất là dễ, giữ hợp âm thôi. Rồi mình sẽ làm từ đầu đến cuối luôn. 2 và 3. À, kiểu đệm 1 mà. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 2, 3. Level 2 nhé. Level 2 là rải ra thôi. Vậy thôi. À, bạn. Tổ trưởng thấy chưa? Son. Rồi tiếp nối ta có cái phần đệm kiểu số 3, level 3, tạm gọi là level 3, là bùng chát chát, bùng chát chát. Được chưa? Quan sát nha. Kiểu đệ. Mình dùng cái kết, dùng cái kết bài để intro, gồm có ta ba 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 ba. Mình dùng cái kết đó là intro, mình dùng, mình triển khai làm sao nó ra được 4 ô, để làm sao để cho người ta biết đường ca dô là do son mi son fa re do, thì mình đánh là mình đánh ở trên cao để nó tạo cái hiệu ứng nó long lanh giống như tiếng chuông á. Đó, đây cũng được, nhưng mà đây nó không ra chuông lắm ha. Rồi kêu bác cứ son cho hả? Dễ lắm. Rồi cứ cứ là đô trưởng ra đi xuống. Đô son mi
son thì qua hợp âm son, rồi pha cứ đánh vào, pha son đều nó nằm trong đây được á. Nè rê, rồi thay vì về đồ thì về cái đó về pha đi, về pha trưởng đi. Để vô ba ba đó là intro ha. Các bạn để ý nè, 1 2 và 3 và 1 và 2 và 3 nó có chữ và thì là có móc đơ đúng chưa? Và 1 2 3 1 và 2 và 3 1 và 2 và 3. Rồi đô trưởng đã có đô mi son. Vậy thì các nốt còn lại mình cứ khai thác, mình khai thác cái kiểu gì thì tùy mình. À tùy mình. Thì nó có như 1 là mình khai thác nó 9 hết chưa? Khai thác nó 9. Rồi bây giờ nếu khai thác nốt lá thì sao? Nhiều vô vàn, vô can, vô vàn, vô vàn. Bạn đánh kiểu gì cũng được, thậm chí lên mi. Mi là trong đô trưởng luôn. Đã được. Bấm tầm 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 cũng được. Rất là nhiều cách đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô bài. Bốn nốt đầu tiên nha. 2 và 3 cũng được hết chưa? Rồi vậy qua re nè, qua son trưởng chứ. Bốn đô sau gồm có mà nếu cơ bản thì đánh hai son, xong hai hợp âm đô. Thế bây giờ mình thay đổi đi, một son và một hợp âm giống như mi bảy á, mi bảy hoặc là mình gọi là la dáng đêm cũng được, để nó hút lên là la thứ và kết là ô thứ tư là mi thứ, hoặc là gọi đó là đô trưởng. Đô trưởng mà nó có cái hơi hướng của mi thứ đó. À, không nghe hơi hướng của mi thứ à? Có một lần nó mi mà nghe toàn lặp lại là nó đô không à? Toàn là đô trưởng không à? Rồi bây giờ bốn đô đó nha, cho nó đúng nhịp nha. 2 3 tiếp theo là la đô si la son mi, cái đó thì lặp lại giống nhau, pha trưởng nè cũng cái kiểu giống hồi nãy, là mình cho cái hợp âm đêm tăng lên tí, kéo nó lên cho nó vui. Thích hay là không thích thì giữ nguyên pha trưởng nè. Là giống nhau. Rồi bây giờ mình qua là rê. Đó cũng hút lên, cũng một tiếp đó, mình cứ hút lên thôi, mình cứ hút lên. Tới cái chỗ này là dấu châm lưu này, là dấu mắt ngậm đó, mình có thể ngân tự do. Bạn nào thích ngân hoặc ca đoàn thích ngân thì ngân, còn không ngân thì mình cứ đánh đúng tempo. À, thì cái lúc ngân đó mình làm cái gì? Mình lắc vầy cũng được, hoặc là mình đánh trôi xuống. À, thì cái cấu trúc là gì? Các bạn đánh đơn giản lắm, các bạn bỏ cái nốt pha thăng đi, các bạn đánh la thứ. Dễ chưa? Rồi các bạn sắp sao các bạn đánh thuận tay là được. Rồi tiếp là đô son mi son pha đề đô, thì mình cứ đánh cứ bát son chẳng hạn, cứ bát son đô trưởng như bát son, rồi son cũng bát son, pha cũng bát son được, hay cứ đánh bát son chẳng hạn. Thì mình đánh ở vị trí này cũng được, mà đánh ở vị trí này cũng được ha. Rồi. Vậy mình đánh cái phần trước để tiếp nối cho đi ra. Kết thúc vậy cũng được, về đôi trường cũng được.
khoa kết thúc về. Trước khi về đội trưởng thì là qua đa nhãn trưởng để về cái thằng đô nè, qua son pha. Đó, cho nó mới mới chứ lạ. Và mình dùng có thể 2 lần hoặc 3 lần chẳng hạn. Tùy mình à, dễ hơn các bạn à, công phu luôn các bạn đó. Hôm nay Hằng dùng cái cây HPI50 này à, bởi vì cái cây này nó đang nó có một cái tiếng, nó có pha cái tiếng giống như là bell, tiếng chuông hay lắm. Hero lên HPI50, cái này rất là mới. Nó có cái màn hình nó ngang ngửa gần bằng cái màn hình iPad Pro của Hằng, mà iPad Pro là 10.5 inch này, cái này chắc phải 9-10 inch gì đó, giống bự lắm. Mới là mới luôn, ơi là mới luôn. Cây đàn quá dữ. Lúc mua mới cây này là 4.700 đến 5.000 đô đó các bạn. Dữ dằn thôi. Cây đàn quá đẹp. Đó cho nên nó ra cái tiếng hay rồi mới chọn này mình thu. Đó. Rồi phải có laptop nè, phải có cái này để thâu âm nè, và có cái này để đặt cái điện thoại anh chĩa xuống, hoặc lấy cái lấy hình của bàn phím, rồi cái lap cái này để lấy cái hình cái gương mặt. Vui ha. Các bạn ơi, các bạn đàn theo cái cách của Hoàng, hoặc là các bạn phát triển làm theo cách riêng của các bạn ha. Hoàng chỉ thì là cũng là ở mức cơ bản thôi, cái phần phức tạp cũng gọi là cơ bản của Hoàng thôi. Hoàng mà đánh là phức tạp hơn gấp nhiều lần lắm à, cho nên các bạn cứ triển khai, các bạn có quyền đánh nhanh hơn, các bạn có quyền đánh nó thơ mộng, nó trữ tình lại, thì các bạn đánh chậm hơn một chút nữa cũng được, có muôn vàn cách đánh, thậm chí chuyển qua nhạc cha đánh luôn ha. À, rồi mùa Giáng sinh đến rồi, chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mua đàn nhớ ủng hộ bên Hoàng nha. Cảm ơn các bạn.